Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người. Đó là cái khoan cái dích điện mọi người. Máy khoan điện mọi người, tuốc nơ vít điện mọi người. Này của Lever Official Shop mọi người, của Bình Tân mọi người. Này máy khoan điện tuốc nơ vít mọi người, không dây mọi người, pin 1800 mọi người, giá là 122.499 mọi người, 123.000 mọi người. Này nó nguyên một bộ mọi người, một hộp mọi người. Mình có loại mình giống như cây súng luôn mọi người. Nó ở đó thì có cây rất nhiều mọi người. Này mua trăm mấy mọi người. Loại cây dít mà dặn tay mọi người. Mua hết 80 mọi người. Cái loại mà dài mọi người. Này thêm mấy chục nữa. Này mua anh đi có mấy cái mã giảm giá rồi nè, hay là free ship nè, mua đỡ tốn tiền nè. Đang trăm mấy mua được nè, còn giúp kê dặn với phòng tay hết nè, nào có dấu tay, dặn đau tay nè. Cái này tôi mua cũng nhiều luôn, cái đánh giá cũng nhiều, mua lại giá nó hơn trăm mấy, 120, 130 cũng cao lắm, cái dịch kia 890 rồi. Giờ này giống như tôi qua lấy tiền luôn rồi. Đây này. Cái này cũng bự mà trong hình tưởng nó nhỏ mà. Còn cái loại kia nó có cái đế mà như gắn cục pin luôn rồi. Loại đó nó mạnh hơn là gì mọi người. Trăm mấy nè, thấy loại này thấy được lắm nè, có cái đèn lắm nè, đèn pin thấy được lắm mọi người. Này máy mua khoan luôn rồi, nhìn như cây súng luôn rồi. Đây đây chỉ xéo xéo luôn rồi, nhiều khi chơi thẳng vô camera người ta khó chịu luôn rồi. Hôm nay mấy cái đầu dít luôn rồi, đủ loại luôn rồi, muốn xài nào bắt mở nào thì lấy luôn rồi. Mấy loại này là loại thường dùng mọi người, trăm mấy mua được lắm luôn nè. Để dặn kia dặn viết đau tay quá mọi người. Còn mấy này như để bắt mấy con ốc ấy luôn nè, bù lon con tán được mọi người. Ốc này loại này để dài luôn rồi, muốn bẻ kiểu nào cũng được mọi người. Này như cái đầu sạc luôn nè, cái cổng kết nối cái giấy luôn nè, cái máy luôn nè, được luôn nè. Loại này mua về xài được luôn nè, có lấy luôn nè. Mấy tay review đánh giá cũng tốt luôn nè, thấy mua nhiều được luôn nè. Giá này 122.499 luôn nè, 123.000. Video inbox của tôi tới đây là hết mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.